chị Trang. Dạ. Hôm nay là chị là cái nhân vật cũng khá là quan trọng, tại vì anh Thượng anh đi thì nói chung là cũng vì chị và chị vì các bé thôi. Dạ. Giờ hôm nay thì anh đi vậy chị có cảm giác như thế nào? Nói chung là buồn. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB nhé. Kính chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nha. Hiện tại là bây giờ là cả nhà thấy Phúc là bảo hộ rất là kính đâu cả nhà. Phúc đang chạy xe trên đường, hiện tại là bây giờ là Phúc đang trên đường lên Sài Gòn. Thì Phúc đang cầm một tay quay nó hơi rung rung á cả nhà thông cảm nha, đường nó hơi vòng. Do đó thì hôm nay là Phúc lên Sài Gòn để tiễn một người anh. Và người anh này là Phúc hỗ trợ đầu tiên luôn nè cả nhà. Là hôm nay là qua mấy tháng học tập thì hôm nay ảnh đã bắt đầu bay sang Nhật để thực hiện những kế hoạch cũng như ước mơ của mình. Do đó thì ngày hôm nay là Phúc lên sân bay để tiễn anh ấy đi sang Nhật Bản làm việc. Mời cả nhà hãy cùng theo chân Phúc nha, để mình có thể là giao lưu và gặp gỡ, biết được hoài bão cũng như ước mơ của anh này như thế nào ha. Rồi, xin mời cả nhà cùng đi với Phúc nha. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại là bây giờ là Phúc vừa lên tới thành phố Hồ Chí Minh nè cả nhà. Phúc đang ở chỗ ngã ba dòng Hóc Môn. Cả nhà nhìn nè, phía sau Phúc là ngã ba dòng nè. Cái di tích ngã ba dòng luôn á. Mình đi đường nói chung là bụi đồ rất là nhiều nên ghé đây là chùi mặt mày rồi cho sạch sẽ một tí. Bây giờ là hiện tại là trời chuyển mưa rất là nhiều. Quay cho cả nhà xem này, khung cảnh là trời chuyển mưa nè. Cả nhà thấy không? Bên phía bên đó là mây đen mờ mịt luôn. Là một tí nữa là sẽ mưa rồi đó. Thì bây giờ Phúc sẽ chuẩn bị vào trung tâm Sài Gòn nha. Đây là Phúc đến sân bay ha. Xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại là bây giờ Phúc đang ở sân bay Tân Sơn Nhất nè cả nhà. Hiện tại là bây giờ mới có 3:45, hơi gần mới 4 giờ hả cả nhà. Thì mình trời chuyển mưa quá trời á, mưa cũng tầm tã hết trơn nên là Phúc chui vô sân bay trước luôn. Thì cái anh hôm nay bay á, thì hẹn là 5 giờ có mặt ở sân bay. Và bây giờ là chắc anh đang trên đường đi, Phúc chưa liên lạc chưa có được nữa cả nhà. Do đó thì bây giờ là mình vào đây trước thì mình quay chia sẻ cho cả nhà. Thì đây là cái người anh đầu tiên mà Phúc hỗ trợ, Phúc từ khi bắt đầu hỗ trợ tới bây giờ cả nhà. Thì anh ấy cũng là học được khoảng là 6 tháng mấy rồi. Do đó thì ngày hôm nay chính thức anh ấy bay nên là Phúc cũng quay khoảnh khắc này để chia sẻ cho cả nhà. Một người anh 34 tuổi đã có vợ có con rồi nhưng vẫn quyết tâm đi Nhật để thay đổi hoàn cảnh gia đình, để giúp cho tương lai của con mình tốt hơn. Do đó thì mời cả nhà cùng xem tiếp theo cái khoảnh khắc ở tại sân bay quốc tế nhé. Bây giờ Phúc đang đứng ở trên cái đường đi qua sân bay quốc tế nè. Ở đây nó khá là yên tĩnh nên là Phúc quay chia sẻ cho cả nhà khoảnh khắc như thế này. Hiện tại bây giờ ở ngoài trời là mây mù mịt nha cả nhà. Ví dụ là một lát nữa là chắc có mưa nữa đó. Ok, thì một lát nữa qua tới sân bay quốc tế Phúc sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà nha. Trời ơi, anh em sắp đồ đâu thấy thoại rồi. Anh em lần đầu tiên gặp luôn á trời. Đầu tiên thấy mặt luôn á. Dạ, lần đầu tiên thấy mặt luôn. Dạ, chào anh. Rồi bây giờ gia đình anh đâu rồi? Đây, bà xã với hai đứa nhỏ đang ngồi bên kia. Sáng mẹ hôm nay có mẹ mẹ lên hôm luôn. Hôm nay em sẽ luôn khánh khắc cho anh luôn á. Ok, cảm ơn. Để sau 3 năm anh đi về anh nhớ ha. Cho đó thì đây là anh Thượng nè cả nhà. Đây là anh trai. Đây là anh trai hả? Anh trai luôn. Em chào anh. Rồi. Đây là anh trai của anh Thượng. Đó, hôm nay vui không anh? Cảm giác thế nào? Vui buồn lẫn lộn, nói chung cảm xúc rất là khó tả. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên xa nhà không hay là cảm xúc còn đang là bưng ngỡ. Dạ. Anh là anh thứ mấy của anh Thượng? Cả. Chị cả. Anh cả, nhà anh đông anh em hơn anh Thượng? Nhà anh là 6. 6 anh chị em. 6 anh chị em. Anh là Út chưa? Đúng rồi. Là Út. Anh là Út luôn hả? Đúng rồi. Nhà có làm tiệc gì không? Có, chia tay hôm 2 ngày rồi. Hôm 26, 27. Anh vô đây đi quay chó sáng nè.
Rồi, xin giới thiệu với mọi người nha, đây là anh Thượng nha. Đây là cái người anh đầu tiên mà Phúc hỗ trợ luôn đó. Thì anh ấy đậu phỏng vấn vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Thì đến đây là hơn 6 tháng rồi, 6 tháng mấy, gần 7 tháng rồi. Và hôm nay là ngày anh ấy chuẩn bị bay sang Nhật để thực hiện ước mơ của mình. Rồi bây giờ anh giới thiệu một tí cho mọi người làm quen đi anh Thượng. Mình đây là Thượng, quê ở Đồng Nai. Thì có qua kênh YouTube của Phúc thì cũng nhờ người đó mà biết Phúc rồi liên hệ với Phúc để Phúc nhìn vô kính anh Thượng. Nói chung là sao nhờ? Còn ngại hả? Còn ngại, còn nhìn vô đây đi để sau này bé ở nhà nó nhớ, nó nhìn cha nó rồi chứ. Nhờ kênh YouTube của Phúc mình mới biết Phúc, xong rồi liên hệ với Phúc để Phúc hướng dẫn mình đi xuất khẩu lao động. Thì trong cái thời gian mà lúc nhắn tin cho Phúc tới thời điểm mai là khoảng hơn 6 tháng. Nói chung là cũng gặp nhiều may mắn rồi Phúc giúp đỡ, Phúc có lại một người giàu, tên giàu giúp đỡ mình. Giúp đỡ đây là... Anh giới thiệu sơ lược cái công ty với lại công việc của anh ở bên Nhật đi anh Thượng. Công ty của mình bên Nhật là làm về bình ga. Và công việc chính của mình là làm dập kim loại. Anh đến tỉnh nào của Nhật Bản? Bên đó thì mình ở tỉnh Guma. Guma. Rồi hôm nay cảm giác của anh thế nào? Cảm giác hiện tại thì có vui có buồn, nói chung là xa gia đình xa con cái rồi, nhưng mà cũng vui vì được nói chung là được nói sao luôn. Mà đến đây chia sẻ một tí về gia đình luôn đi. Xin giới thiệu với cả nhà nha, đây là anh Thượng, anh đã có gia đình rồi và có bé rồi luôn, nhưng mà anh vẫn quyết tâm đi để vì tương lai của các con sau này. Thì anh có mấy bé rồi anh Thượng? Mình có hai bé rồi Phúc. Bé nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi anh? Bé nhỏ nhất là 15 tháng. 15 tháng. Còn bé bé lớn là ngày mai mình qua bên Nhật là sinh nhật của bé luôn đó. Sinh nhật 6 tuổi. Vậy có tổ chức sinh nhật trước không? Có, mình có tổ chức sinh nhật hôm 26 rồi. Dạ. Là lần đầu tiên mình bước sang Nhật là cũng là ngày sinh nhật của con trai mình, con trai lớn của mình. Dạ. 28 tháng 5. Kỷ niệm luôn ha. Đúng rồi. Nhưng mà ngày mình bước chân xuống Nhật Bản là ngày sinh nhật con của mình luôn. Cho sau này mình không quên được cái ngày mà bước chân xuống Nhật Bản. Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì đây là anh Thượng. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà anh em mình gặp nhau luôn á cả nhà. Tại vì là trong anh Thượng anh đăng ký trong thời điểm mà dịch nó cũng còn á. Do đó thì anh không có thể lên trực tiếp ở trên đây. Mà anh lên thì anh lên chỉ có 1 ngày 2 ngày thôi. Mà Phúc thì cũng không có sắp xếp lên được. Do đó thì hôm nay là ngày đầu tiên mà anh em gặp nhau luôn. Là ngày anh Thượng anh bay sang Nhật. Tại vì trong quá trình học thì anh Thượng được học online nhiều, chứ cũng không có học trực tiếp nhiều á. Do đó thì hôm nay là cũng là một cái kỷ niệm, cũng lưu lại khoảnh khắc cho cả nhà luôn. Để cho cả nhà cùng xem thì anh mình cũng rất là ngưỡng mộ anh Thượng cả nhà. Tại vì rất là bản lĩnh, đã có vợ, có con rồi. Nhưng mà vì hoàn cảnh nói chung là muốn cho tương lai của con mình tốt đẹp hơn nên anh phải quyết tâm anh đi. Thì cả nhà cũng thấy được cái cảm xúc của ảnh rồi đó. Nói chung đó là cả nhà ví dụ như mà ai mà có hoàn cảnh mà tương tự anh Thượng thì ví dụ như mình nghĩ xa hơn về tương lai của con cái mình thì mình cũng hãy cho mình một lần cơ hội để có thể là thay đổi tương lai của con mình sau này nó tốt hơn. Ok, do đó thì ngày hôm nay Phúc cũng có món quà tặng cho anh Thượng. Thì Phúc xin giới thiệu cả nhà nha, đây là món quà, đây là một cái quyển sách mà Phúc rất là tâm đắc. Đó là cuốn quyển sách là Người 500. Thì hôm nay là Phúc sẽ tặng cho anh Thượng. Hy vọng là anh Thượng qua bên Nhật có thời gian rảnh sẽ nghiên cứu về nó. Và 3 năm đi Nhật sẽ là một cái nền tảng để giúp anh Thượng về nước và thực hiện được hoài bão lý tưởng của mình. Lớn hơn nữa sẽ trở thành một người nổi tiếng trong tương lai chẳng hạn. Em xin tặng cho anh Thượng. Cảm ơn Phúc nhiều. Dạ. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà nha, đây là gia đình của anh Thượng nè. Thầy Phúc sẽ cho cả nhà gặp gỡ gia đình với anh Thượng, của anh Thượng luôn nha. Đây là mẹ của anh Thượng. Dạ, con chào bác ạ. Bác năm nay được bao nhiêu tuổi rồi bác? Bác 66 tuổi. Bác 66 tuổi rồi. Bác 66. Hôm nay là bác lên đây tiễn anh Thượng, cảm xúc của bác hiện tại như thế nào? Thì bác anh Thượng nó là con út của bác. Cho nên là khi dần thấy con mất đi thì bác rất là nhớ con. Dạ. Mà chỉ mong là sao con sang đấy mà vừa có công ăn việc làm tốt. Dạ. Bác sẽ mừng rồi. Dạ. Sang đấy thì luôn nhớ đến mẹ con ở nhà. Dạ. Nói chung là anh đi để vì tương lai của các bé mà, do đó bác cũng yên tâm ha. Hôm nay mình vui chứ mình cũng đừng có buồn. Tại vì đây là mình cái lần này mình gặp thế thì nói chung là bây giờ dịch bệnh không có nhiều á bác. Do có thể là hơn 1 năm anh có thể về thăm nhà rồi. Nên không có sao hết.
Đó, bây giờ kế bên là chị gái của anh Thượng nè. Mình giao lưu với chị gái một tí đi, chị có thể giới thiệu tên mình được không chị? Chị tên đẹp lắm cho nên chị tên đẹp hả? Rồi hôm nay á thì chị cũng lên đây tiễn anh Thượng luôn phải không? Đúng rồi em. Rồi, chị là chị thứ mấy của anh Thượng? Chị là thứ tư, nhà chị có 6 anh em cơ. Dạ. Chị là thứ tư, Thượng là út. Dạ. Rồi chị, em mình đi vậy chị có cảm giác như thế nào chị? Cảm giác thì cũng nhớ em chứ. Để vậy mới lên đây để tiễn em nè. Dạ. Rồi nói chung là chị có mong muốn gì ở em trai của chị không? Muốn em có sức khỏe rồi cố gắng lao động để khi nào về thì mang nhiều tiền về cho con. Thôi bây giờ gửi tiền về vẫn được chị. Chứ không có tiền về. Dạ dạ. Chứ không phải đợi lúc về mới có tiền nè. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi đây là nhân vật quan trọng nè cả nhà. Xin giới thiệu với cả nhà nha, đây là vợ của anh Thượng và con của ảnh luôn. Em chào chị. Dạ. Chị có thể cho mọi người biết chị tên gì được không? Tên Trang. Chị Trang. Dạ. Hôm nay là chị là cái nhân vật cũng khá là quan trọng, tại vì anh Thượng anh đi thì nói chung là cũng vì chị và chị vì các bé thôi. Dạ. Giờ hôm nay thì anh đi vậy chị có cảm giác như thế nào? Nói chung là buồn vui lẫn lộn. Dạ. Vâng. Chị nghĩ là hy vọng là thời gian nó nhanh nhanh một tí. Dạ. Nói chung là bây giờ là chị sẽ vất vả hơn rồi đấy. Dạ. Tại vì có anh Thượng ở nhà thì anh cũng hỗ trợ phụ chị cái này cái kia. Vâng, phụ nhiều. Dạ, trong gia đình. Thì bây giờ anh đi thì có một mình chị thôi. Chị có thấy áp lực không? Dạ không. Mà không phải là một bé, bé này bao nhiêu tuổi hả chị? Dạ, bé này là 6 tuổi. Bé tên gì chị? Tên là Nguyên. Bé Nguyên. Còn một bé 15 tháng đúng không chị? Gần 15 tháng. Còn một bé 15 tháng nữa. Vậy là, nói chung là bây giờ là chị phải giữ bé 15 tháng. Vâng. Nói chung là nhà nội với nhà ngoại ở gần lắm nên là cứ bảo bố nó là thôi cứ đi, cứ yên tâm tại nhà bà nội và ngoại, ông nội ngoại gần đấy. Dạ. Có gì thì anh chị cũng gần nữa. Dạ. Nên là bạn cứ an tâm đi. Dạ. 3 năm thì cũng nhanh thôi. Dạ. Cứ nghĩ là như thế. Dạ. Dạ. Nói chung là cố gắng thôi anh chị. Dạ. Hai người cùng cố gắng. Dạ. Để cho mình có một cái tương lai sau này của con mình nó tốt hơn thôi. Dạ. Hôm nay thì cũng vui lên hết chị. Dạ vâng. Biết rằng là ngày mai là mình chỉ gặp qua điện thoại thôi. Dạ. Nhưng mà mình cũng cố gắng lên để cho tương lai con mình ha. Dạ. Rồi. Và đây là bé nè. Bé Nguyên phải không? Dạ đúng rồi. Nguyên ơi Nguyên. Dạ dạ. Con giơ tay lên chào đi Nguyên. Con học lớp mấy rồi? Lớp lá. Con học lớp mấy? Chưa, con chưa vô lớp 1. Con mới lớp lá hả? Lớp 1, tháng 9 mới vô lớp 1. Hôm nay con biết cha con đi đâu không? Bố đi đâu không? Trang đi Nhật hả? Không biết Trang đi Nhật để làm gì không? Mẹ đi làm không? Ý là bố đi Nhật để làm gì con biết không? Chú hỏi kìa, đi kiếm tiền. Bố đi Nhật để sao để kiếm tiền cưới vợ cho con á? Vậy bố đi con có nhớ bố không? Nhưng mà nói chung là cũng không sao ha. Bây giờ là mỗi ngày con được gặp bố hết mà. Có điện thoại rồi. Bố sắm cho con điện thoại mới chưa? Đấy, bố mới sắm cho con cái điện thoại mới để mỗi ngày được gặp con. Nói chung cố gắng lên nha con. Bố đi nhưng mà lúc nào bố cũng nhớ con hết á. Con phải học giỏi để cho bố yên tâm nha. Dạ. Ok. Nhớ bố là làm sao? Nhớ bố làm sao? Hả? Phải làm sao? Không biết. Không biết trả làm sao nữa hả? Ok, nói chung thì gia đình cứ yên tâm ha. Thì anh Thượng đi thì còn có tụi con ở đây. Thì Tết tụi con cũng cố gắng xuống để thăm gia đình của mình. Do đó thì gia đình cứ yên tâm ở chỗ anh Thượng. Để cho anh yên tâm và anh làm việc tốt. Dạ, cảm ơn gia đình. Đây, đây là bé út của anh Thượng nè. Bé tên gì anh Thượng? Bé tên là Dương. Bé Dương hả? Nguyên Dương ha? Ngô Huy. Hello con, giơ tay lên chào cái con. Chưa giới thiệu. Bé còn nhát ha? Đúng rồi. Không không, em thấy bé có cảm xúc á. Giống như hôm nay bé biết là bố anh đi á. Nên nhìn mặt không có cười nè. Xa rồi đó. Thôi kệ, lưu lại những khoảnh khắc này để cố gắng anh ơi. Ok, cảm ơn. Bé ơi. Dương ơi Dương. Dương ơi. Mày chơi không biết chưa. Cũng gọi đeo hỏi con. Thì nhớ chú lắm anh Thượng. Đúng rồi. Thôi kệ, mỗi ngày được gọi điện về mà. Bây giờ hiện đại hết rồi, không sợ nữa. Cưng quá hả? Tội nghiệp lắm, nhỏ mày mà bỏ đi cũng tội nghiệp lắm. Dạ dạ.
đây là một bạn làm chung với anh Thuận nè. Bạn giới thiệu bản thân mình tí được không? Dạ mình thôi cởi khẩu trang ra luôn đi. Để lưu lại khoảnh khắc cho mình luôn nè. Mình tên Nghiêm Tấn Nghiệp, quê ở Bình Định. Bình Định. Đây là lần đầu tiên đi qua Nhật. Mà bạn bao nhiêu tuổi rồi? Anh em 23 tuổi. 23 tuổi vậy còn quá trẻ. Dạ. Rồi bạn mong muốn gì mà bạn đi Nhật? Muốn kiếm tiền phụ giúp để có cuộc sống tốt hơn. Nay gia đình của bạn có đi tuyển không? Dạ có. Mà còn ở đây không hay là về rồi? Dạ gia đình vẫn còn. Gia đình đâu? Ở ngoài kia. Nói chung thì đi chung với anh Thuận là hai anh em. Qua bển thì cũng chúc cho hai anh em gặp thật nhiều may mắn ha. Dạ. Hy vọng là gặp được sếp Phương nè. Rồi làm thì được người ta chiếu cố giúp đỡ. Để mình 3 năm mình mang thật nhiều cái thứ nhất là về cái kinh nghiệm, kiến thức cũng như là tài chính để giúp đỡ gia đình mình nha. Dạ. Ok, chúc bạn nhiều may mắn ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Hiện tại bây giờ mới 6 giờ thôi cả nhà. Bây giờ là ở ngoài trời đang mưa rất là lớn luôn. Đó, bây giờ là các bạn đang tập trung ở đây. Là hôm nay không riêng gì anh Thượng mà có rất là nhiều người bạn nữa. Có rất là nhiều người bạn đi chung nữa nè cả nhà. Cho giờ sẽ quay cho cả nhà giao lưu đồng quen với một số người bạn. Hai ông đây kia. Cảm ơn. Thầy người Nhật hả? Dạ. Đây là các bạn đi chung nè. Quay cho mọi người làm quen tí. Hello. Chào mọi người đi, giới thiệu bản thân mình đi. Hello, chào mọi người. Hello, chào mọi người. Em tên gì? Trường Điệp. Trường hả? Trường năm nay nhiêu tuổi rồi Trường? Đi như đi xe đẹp. Em đến từ đâu? Em đến từ Đắk Lắk à. Đắk Lắk hả? Rồi đây bạn này. Em tên Hội. Đến từ Quảng Nam. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 29 tuổi. 29 tuổi. Đây. Okay. Em tên gì? Em tên Nghĩa. Em đến từ đâu? Em đến từ Đắk Lắk. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi hả? Sẽ lưu lại khoảnh khắc cho mình ha. Dạ. Đây dạ. Thầy Morris. Bạn này bạn tên gì? Rồi em tên là Lê Văn Trường. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 22 tuổi. Em đến từ đâu? Em quê em ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Nhớ về coi kênh Hoàng Phúc TV nha. Hai ba bữa nữa có video. Mori sensei. Đây là thầy dạy tiếng Nhật. Thầy Mori. Sensei, konbanwa. Konbanwa. Đây video tốt đẹp. Video. Hai. Konbanwa. Chotto sokaite onegaishimasu. Watashi wa Mori desu. Nihonjin desu. Nihongo o shiete imasu. Douzo yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Thầy vui quá. Dạ, thầy vui tính. Bạn nào tiếng Nhật giao tiếp thầy ơi. Anh lâu quá anh quên mất rồi. Anh đẹp đâu rồi. Hôm nay đoàn mình đi bao nhiêu người lần em? 26 người. Đoàn em biết 26 người. 26 bạn là qua vẫn ở chung với nhau luôn đúng không? Dạ ở chung với nhau luôn. Trời nói chung là mình đi đông như vậy nói chung là cái khó khăn của mình nó không có nhiều ha. Dạ đúng rồi. Tại vì sẽ có nhiều người giỏi tiếng Nhật. Dạ đúng rồi. Bây giờ nói chung một lát người này là giỏi tiếng Nhật. Một lát nữa mình bước vô trong rồi là mình tự lo hết á. Dạ. Tại vì vô cái khâu mà mình check in này với lại qua bên Nhật á. Yeah. Qua Nhật mình sẽ làm thẻ ngoại kiều trước khi mình đi ra ngoài. Đó do đó là mình cái phần có cần có người giỏi tiếng Nhật. Đúng rồi. Vô là cảm giác của em sao? Lúc mà tiện gia đình đi cũng có chút chặn lòng. Chặn lòng. Dạ. Nhưng mà em có mong muốn gì khi mình qua Nhật không? Điều tiên là phải giữ gìn sức khỏe. Sau đó là đi kiếm tiền. Tiết lộ cho mọi người nha, đây là bạn Nghĩa. Bạn này cũng là fan của Phúc này cả nhà. Thì hôm nay là vô tình mới biết. Em biết anh lâu chưa? Em biết anh lâu rồi. Từ ngày đầu tiên anh làm YouTube cơ. Từ ngày đầu tiên luôn hả? Dạ. Lúc anh làm đầu tiên lúc anh chia sẻ mọi thứ với bên Nhật cơ. Dạ. Là em biết năm bao nhiêu? Cái này 2 năm á. 2 năm hả? Dạ. Lúc đó anh làm lâu rồi. Dạ. Anh làm 3 năm mấy 4 năm rồi mà. Dạ. À, đây là một fan của Phúc mà tình cờ hôm nay bạn mới dành Phúc rồi bạn nhắc chứ Phúc không biết luôn đó cả nhà. Rồi ok, nói chung hôm nay cũng có duyên ha. Dạ. Anh chúc em qua Nhật được nhiều sức khỏe, làm việc thì gặp thật nhiều may mắn. Dạ. Và chinh phục được ước mơ của mình nha. Hay. Ok em. Dạ. Đây hai anh em sẽ gắn bó với nhau trong suốt 3 năm làm việc tại Nhật.
Chào đó, cũng nhà làm chung công ty. Đúng rồi. Nói chung là mình cố gắng tương trợ giúp đỡ nhau nha. Tại vì xứ lạ quen người mà. Cho mình cố gắng mình tương trợ nhau để làm sao mà hai người được có thành quả tốt nhất. Ai giỏi tiếng Nhật hơn? Tôi nhận là bạn Hiệp rồi. Em học giỏi lắm. Vậy bạn Hiệp cứ gán gánh cho anh Thuận nha. Nói chung là quan trọng là mới qua thì thời gian đầu mình mua sắm rồi á, thì mình cần tiếng Nhật thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình thôi. Ok. Rồi chúc anh Thuận với bạn Hiệp thật là nhiều may mắn. 3 năm đột phá bản thân mình để về quê làm giàu nha. Ok. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Phúc lên đây thì lên Sài Gòn thì cũng tiễn anh thì Thuận bay sang Nhật, và anh Thuận thì cũng đã vào trong rồi, thì gia đình anh Thuận cũng chuẩn bị về. Thì do đó thì ngày hôm nay cái video Phúc chia sẻ cái khoảnh khắc tiễn anh Thuận đến đây cũng là kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem video của Phúc đến giây phút này. Nói chung là cái video này chứa rất là nhiều cảm xúc. Do đó thì nói chung là mình có ở trong cái trường hợp này thì mình mới cảm nhận được, đúng không ạ? Do đó thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ video như vậy thôi. Hy vọng là bạn nào chúng ta còn trẻ thì mình hãy cố gắng cho mình một cơ hội để mình đi Nhật trước khi mà mình lập gia đình, để cho mình không có rơi vào những cái trường hợp như thế này. Có rất là nhiều cảm xúc khi mình phải chia tay. Do đó thì Phúc chỉ nhắn nhủ như vậy thôi. Ok, do đó thì cả nhà cảm thấy hay hãy nhớ like, share, chia sẻ video này giúp cho Phúc nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.